Trong ngày 5 tháng 9, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ học viên cai nghiện ma túy trốn trại, dùng hung khí cướp xe máy của người dân trên địa bàn. Nghi can bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Đức Tính, 31 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc của tỉnh Đồng Nai. Tính là học viên cai nghiện tại trung tâm cai nghiện ma túy Đức Hạnh ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, công an nhận tin báo một học viên trốn khỏi trung tâm cai nghiện ma túy Đức Hạnh. Sau đó, học viên này dùng dao rửa đe dọa, cướp xe máy của một người dân để tẩu thoát. Đến 13 giờ 40 phút cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Phú Giáo đã bắt giữ nghi can Nguyễn Đức Tính tại một tuyến đường thuộc ấp Bào Trư, xã An Bình. Cũng theo công an, Tính là người nghiện ma túy và từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích.